Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 7 tháng 8 năm 2019 thì tôi có mặt ở đây, ngay sau lưng tôi là một khu vực rất lịch sử ở Berlin. Đó là nơi mà trước đây giữa nước Cộng hòa Dân chủ Đức và nước Cộng hòa Liên bang Đức đã phân chia. Và đây là biên giới giữa hai nước, nơi một bên là các sĩ quan của quân đội Mỹ đứng chốt giữ và bên kia là các sĩ quan của quân đội Nga. Và cũng tại đây vào năm 1961, khi bức tường Berlin được xây dựng lên và đã xảy ra một vụ căng thẳng rất lớn, đó là việc xe tăng của hai cái thể chế, một bên là của Nga, Liên Xô ở một bên, và phía đằng kia là những chiếc xe tăng của Mỹ đứng dàn ra và dường như là sẵn sàng bắn vào nhau, bởi vì họ đã cái căng thẳng đó đã lên một mức rất lớn khi mà bức tường Berlin được ngăn ra. Và hiện nay Việt Nam của chúng ta cũng tương tự như vậy ở trong hoàn cảnh này. Đó là việc ngày hôm nay chúng ta đã biết được những thông tin rất mới do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra, là ông muốn đặt tên lửa ở châu Á. Và cái điều này dẫn đến cái việc mà cái quyết tâm của ông Tổng thống tiêu diệt chủ nghĩa xã hội đã gần dần trở thành hiện thực, khi họ tiến thêm một bước nữa. Đó là việc Mỹ sẽ đặt những cái hệ thống tên lửa tầm trung tại các nước châu Á. Và hiện nay phía Mỹ vẫn đang thương thảo cái việc đó. Và các bạn cũng đã biết thời gian vừa qua giữa Mỹ và Trung Quốc đã xảy ra cuộc chiến về thương mại rất dữ dội. Và cụ thể nhất là ngày hôm qua, một bước leo thang mới mà Trung Quốc đã đưa ra, đó là việc ông Tập Cận Bình đã đưa việc đưa đồng tiền của Trung Quốc phá giá. Và điều đó dẫn đến việc những sản phẩm và dịch vụ của Trung Quốc sẽ rẻ rất nhiều so với những cái giá thành hiện nay. Và nó sẽ cạnh tranh mạnh hơn nữa và sẽ khuyến khích cái việc xuất khẩu của Trung Quốc đi các nước khác trên thế giới nhiều hơn nữa, mà trong đó có cả Việt Nam. Và ngoài ra, ông Tập Cảnh Bình cũng đã đưa ra cái quyết định là ngừng thu mua các loại mặt hàng nông thổ sản của Mỹ. Và điều đó đã dẫn đến ông Donald Trump rất giận dữ, và ông bắt đầu tìm cách triển khai tên lửa tầm trung ở châu Á. Đây là những tên lửa hạt nhân, và với tầm bắn vài nghìn km thì từ những nước châu Á thì nó sẽ bao quát những cái khu vực rất rộng lớn ở đây. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy những chiếc tên lửa hạt nhân tầm trung đó được bố trí ở trên những cái tàu ngầm, hoặc là có thể phóng ở trên những cái chiến hạm của Mỹ vẫn thường xuyên tuần tra khắp nơi ở vùng Biển Đông của khu vực này. Và gần đây cũng tại khu vực Biển Đông đã xảy ra cái tranh chấp rất lớn giữa Trung Quốc, Việt Nam và các nước khác. Đó là việc Trung Quốc đã đưa đường lưỡi bò và họ khẳng định đấy là chủ quyền của họ. Và Việt Nam và nhiều nước khác lại vẫn đang khai thác dầu khí, cũng như là đã từ lâu họ có những cái hòn đảo và có hoạt động hàng hải tự do ở đây. Thì hiện nay đây là cái nơi đang rất nhiều tranh chấp và Mỹ đang muốn đặt những tên lửa hạt nhân ở những khu vực này. Và cũng để dường như đối đáp với việc Trung Quốc đã đưa tàu hải quân rất lớn ra ngoài tập trận ở ngoài Hoàng Sa trong 2 ngày là mùng 6 và mùng 7 tháng 8 năm 2018, thì đây là hình ảnh mà các bạn đã thấy rất rõ, mà ngay cả báo chí Việt Nam cũng đã đưa rất nhiều những hình ảnh này. Đây là hình ảnh của chiến hạm của Trung Quốc với những cái súng phòng không, với những tên lửa đối hạm và tên lửa diệt tàu sân bay, thì họ đã gây cái nguy hiểm rất lớn cho cái tự do hàng hải cũng như là cái thách thức chủ quyền của nhiều nước khác nhau. Và lập tức là phía Mỹ đã đưa ra kế hoạch di chuyển tàu sân bay rất lớn của Mỹ là tàu Ronald Reagan từ gần Nhật Bản và bắt đầu đi vào khu vực Biển Đông trong thời điểm này. Đấy, đây là hình ảnh mà các bạn có thể cũng thấy ở ngay trên cái tờ báo trong nước cũng đã bắt đầu đưa. Và với chiếc tàu này có hàng trăm chiếc máy bay chiến đấu được sử dụng cho các hoạt động tác chiến điện tử và chống ngầm. Tác chiến điện tử có nghĩa là với những cái vũ khí đó thì nó thì có thể gây nhiễu và hạ gục những cái thiết bị bay như máy bay của đối phương từ rất xa, hoặc là tên lửa hành trình của đối phương. Thì đấy là gọi là tác chiến điện tử. Mà một trong những cái nguyên nhân và cũng có thể là những chiếc máy bay của Việt Nam, của Nga đã bị rơi ở Biển Đông vừa qua, đó là bị áp chế điện tử từ phía một cái quân đội nước nào đó, và nhiều cái chỉ dấu cho thấy rằng có khả năng đó là từ chú Trung Quốc, bởi vì họ cũng đã bố trí rất nhiều vũ khí trên những cái quần đảo mà họ chiếm được của Việt Nam, và ở đó thì có rất nhiều những loại vũ khí đặc biệt để dùng để áp chế điện tử. Và đây là hình ảnh chiếc tàu sân bay của Mỹ bắt đầu đi vào Biển Đông. Và các bạn cũng đã biết trước đây tại sao Mỹ đột nhiên
muốn bố trí tên lửa hạt nhân tầm trung tại các nước châu Á, bởi vì trước đây khi Liên Xô tan rã vào năm 1991, bởi vì lý do họ đã yếu đi rất nhiều vì họ đã chạy đua vũ trang với Mỹ, họ sản xuất tên lửa và họ có những chương trình vũ trụ rất tốn kém, và ngoài ra Nga thì còn phải trợ giúp những cái nước khác rất yếu như Việt Nam hoặc Cuba và nhiều nước khác nữa. Chính vì vậy mà cái sản phẩm và cái sản xuất ở Nga đã ở Liên Xô lúc đó đã không thể đáp ứng được cái nhu cầu của người dân, và người dân đã nghèo đi rất nhiều rất nhanh, và người dân chán nản cái chế độ đó, cùng với việc chạy đua vũ trang của Nga, và đã dẫn đến cái việc vào năm 1991 thì Liên bang Xô Viết đã tan rã trở thành 15 nước cộng hòa khác nhau và Liên bang Nga cho đến bây giờ. Và người mà tổng bí thư cuối cùng của Nga lúc đó là ông Gorbachev, mà các bạn nhìn thấy đây. Đây là hình ảnh ông Mikhail Gorbachev bên trái và ông Boris Yeltsin bên phải, là hai nhân vật đóng vai trò tối quan trọng trong sự kiện Liên Xô sụp đổ vào năm 1991. Đấy, các bạn thấy, bởi vì họ đã chạy đua vũ trang, họ chạy đua vũ trang cho nên là cái nền kinh tế nó đã không thể đáp ứng được những cái nhu cầu vũ trang đó, và chính vì vậy họ đã không thể sản xuất ra được tiếp những sản phẩm mà cho nền kinh tế và không thể đáp ứng được nhu cầu của người dân, và việc chạy đua vũ trang đã dẫn đến đất nước Nga trở nên nghèo đói nhanh chóng và sụp đổ. Thì đây có lẽ cũng là một cái cách mà hiện nay ông Donald Trump Mỹ đang áp dụng đối với Trung Quốc, là vừa họ đánh những cái đòn kinh tế, đó là gây ra cái chiến tranh thương mại và đánh thuế rất cao đối với các sản phẩm của Trung Quốc, vừa là đưa tên lửa tầm trung vào châu Á để Trung Quốc sẽ phải chạy đua vũ trang với Mỹ và các nước khác, thì sẽ làm cho Trung Quốc phân tán lực lượng, phân tán tài nguyên và sẽ yếu đi rất nhanh. Bởi vì các bạn cũng biết rằng Trung Quốc là một cái nước và vốn rất phức tạp, nhiều chủng tộc, và cái tiềm năng nội chiến, tức là nội chiến sẽ rất dễ xảy ra. Ví dụ như ở Nội Mông, ở Tân Cương, hoặc là ở có những cái đạo Hồi giáo, khu vực Hồi giáo rất lớn của Trung Quốc mà thường xuyên chúng ta nhìn thấy những hình ảnh đã được đưa lên ở trên mạng truyền thông. Đó là việc Trung Quốc đã xảy ra bạo loạn ở khu tự trị Tân Cương, làm 27 người thiệt mạng. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể tham khảo ở trên những cái trang truyền thông quốc tế ở nước ngoài. Chứ còn trang 800 tờ báo trong nước và đài truyền hình trong nước thì thường là không đăng những cái thông tin như thế này. Thì các bạn phải tự tìm hiểu thêm. Và với những cái tiềm ẩn sẵn có thế này ở Trung Quốc, thì cái việc Trung Quốc chạy đua vũ trang và Trung Quốc không thể lo được cho người dân của mình sẽ rất dễ dẫn đến Trung Quốc sẽ tan vỡ thành nhiều những cái nước khác mà từ trước đến nay vẫn luôn luôn có khả năng điều đó xảy ra. Và đấy là điều mà chúng ta có thể phải cân nhắc trong thời gian tới. Và một cái điều nữa mà chúng ta có thể tìm hiểu thêm, đó là việc mà ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước và Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, không biết là tới đây ông ta sẽ xử lý thế nào đối với việc mà đối xử với Trung Quốc. Bởi vì các bạn cũng đã biết Việt Nam và Trung Quốc là cùng ý thức hệ, tức là cùng thể chế cộng sản với đi xây dựng chủ nghĩa xã hội. Và như ông Nguyễn Phú Trọng cũng vẫn đang thường nói là kiên định theo con đường xã hội chủ nghĩa. Thế còn ngược lại thì ở bên phía phương Tây là những cái nước mà hiện nay trực tiếp lên tiếng ủng hộ Việt Nam chống lại Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam, thì lại là Mỹ và các nước và châu Âu, thì họ lại đoàn kết, và người đứng đầu là ông Donald Trump đã nói rằng ông muốn đoàn kết chống lại chủ nghĩa xã hội. Thế vì hai cái thể chế này hoàn toàn khác nhau thì nó không thể ngồi với nhau được, nó không thể dung hòa với nhau được, là một chỉ còn một mà hai mà một mà thôi. Và cái điều mà chủ nghĩa cộng xã hội và chủ nghĩa cộng sản ở chế độ xã hội và chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam sắp tới cái hồi gọi là cáo chung thì sẽ rất gần đây, nhưng mà chưa biết rằng là đến nó sẽ xảy ra lúc nào, và liệu Việt Nam có đi theo cái con đường nào, liệu có xảy ra nội chiến ở Việt Nam hay không, và nếu xảy ra thì người dân sẽ khổ một lần nữa, sẽ rất khổ như thế nào. Thì đấy là cái điều mà những người lãnh đạo trong nước cần phải chín chắn suy nghĩ và tỉnh táo để quyết định cái vận mệnh của Việt Nam của chúng ta ngay lúc này. Bởi vì Trung Quốc thì đã là cái người không tôn trọng những cái ký kết hợp tác với Việt Nam, cũng như là những cái cam kết trước đó Việt Nam là không quân sự hóa các ở Trường Sa và Hoàng Sa, nhưng họ đã làm ngược lại, họ đã xây dựng những căn cứ rất lớn để áp chế Việt Nam, và bây giờ họ trực tiếp ra mặt để xâm chiếm cái chủ quyền biển đảo của Việt Nam ở bãi Tư Chính. Đó là cái điều mà Việt Nam bây giờ mới nhận ra, tuy rất muộn nhưng mà
vẫn có con đường có thể làm được, đó là việc liên kết, có thể liên kết với cả những nước như Mỹ, với các khối NATO và các nước ở châu Âu để cùng nhau chống lại Trung Quốc, một đất nước mà từ trước hàng ngàn năm nay luôn luôn thể hiện sự bành trướng đối với chủ quyền của Việt Nam, và họ luôn luôn muốn thao túng và thôn tính Việt Nam bằng bất nhiều mọi giá. Và cụ thể nhất các bạn đã thấy họ đã thuê những khu họ thuê những cái khu rất lớn, khu công nghiệp rất lớn như Formosa là cũng của Đài Loan, và ngoài ra là có rất nhiều người Trung Quốc làm việc ở đó, hoặc là những cái khu mà vừa rồi chúng ta có phát hiện ra là có 400 người Trung Quốc đã bị bắt ở trong cái khu cờ bạc rất lớn ở ngay miền Bắc. Thì đấy là mà họ tồn tại rất nhiều năm nay rồi. Còn tất cả nhiều những cái khu vực khác nữa mà chúng ta chưa phát hiện được, hoặc là có phát hiện được mà chúng ta chưa công bố, thì đấy là cái điều rất nguy hiểm đối với Việt Nam mà chúng ta cần phải loại bỏ để có thể hội nhập với thế giới văn minh. Như chúng tôi đứng ở đây, các bạn thấy chúng tôi tường thuật tại chỗ cho các bạn với một cái sức, với cái sự hết sức thoải mái, và không bao giờ có những cái điều gì mà gây cái nguy hiểm. Nhưng cái điều đó những phóng viên trong nước không thể làm được. Và người dân Việt Nam cần phải có tự do, cần phải có cái cuộc sống tốt đẹp như ở Đức và châu Âu và các nước khác. Và người dân Việt Nam với cái hộ chiếu của mình có thể được đi khắp nơi trên thế giới như thế này, và không cần phải xin phép, không cần phải có quá nhiều những cái đảm bảo nào, hoặc là có những cái hạn chế nào mà khi họ đang cầm hộ chiếu của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Vâng, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình tường thuật trực tiếp của chúng tôi tại Berlin vào ngày hôm nay, mùng 7 tháng 8 năm 2019, về việc Mỹ đã quyết định là sẽ đặt tên lửa tại châu Á, và Tổng thống Donald Trump sẽ quyết tâm tiêu diệt chủ nghĩa xã hội. Vâng, hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Xin chào các bạn, và các bạn hãy bình luận vào trong video này để chúng tôi sẽ biết những cái điều các bạn muốn tìm hiểu thêm, và chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin đó tới các bạn nhanh nhất, kịp thời nhất và chân thực nhất. Chào các bạn.